Dạ Harry không biết là mỗi người có ký ức nào mà liên quan tới lãng mạn không? Bảo đảm là Trang với lại Vinh là có rất nhiều ký ức đẹp. Đúng. Đúng. Em xác định là mọi người mời lộn người rồi. Sao vậy? Là sai rồi. Vinh không có lãng mạn. Vậy đêm tân hôn hai người có cái gì lãng mạn nè? Em thề với là không làm gì khác ngoài đếm tiền và đi ngủ. Rất lãng mạn chứ, đúng không? Bao nhiêu cặp khác người ta sẽ động không lẽ đếm tiền đó. Từ đêm tới sáng luôn hả? Tiền nhiều dữ vậy đúng sao? Đúng rồi, tại tiền lẻ không à. Đúng rồi, bạn bè tốt lắm anh. 1.000, 2.000, 10.000, 500. Đi 2 triệu mà toàn làm tờ 1.000 với 2.000. Ví dụ giờ chú ngủ. Dạ, em đang chờ người đem lại sự lãng mạn cho em. Một người phải gọi là mẫu người đàn ông của rất nhiều phụ nữ. Ai anh? Anh Quy Khánh. Đúng, đúng rồi. Khi mà Quy Khánh biết được cái chủ đề ngày hôm nay là liên quan đến chủ đề lãng mạn thì Quy Khánh đã viết đơn xin biên tập cho Quy Khánh vô tham gia chương trình này để mình học những cái lãng mạn, bởi vì cuộc đời Quy Khánh chưa bao giờ lãng mạn. Trời buồn ơi. Lắm. Em nhìn cái ngoại hình này em tưởng là anh phải lãng mạn lắm. Không, anh lãng mạn trên phim rất nhiều cho nên ở ngoài đời anh bị lạnh cảm với chuyện lãng mạn. Lê Dương Bảo Lâm, câu chuyện tình lãng mạn nhất của em là lúc nào? Trời ơi, em kể một cái là hú hồn. Cái này là thiệt nha, em không có kể xạo gì trơn trời. Là hả, lúc mới quen Quỳnh Quỳnh, nhà em có một chiếc xe bò. Mà xe bò đó là ba em để kéo lúa cho người ta. Cái em mới lấy xe bò ra ngoài ruộng. Xong rồi em dẫn Quỳnh Quỳnh ra, cái em đốt đèn cày. Cái em mới hát. Hát bài gì? Dành cho em. Dành cho em đêm trăng, dành cho em sương khuya, dành cho em ấm êm vòng tay. Đó, em định hát vậy. Xong rồi hai đứa chuẩn bị hung thổi đèn cày, cái ba em trong chữ ra. Cái xe bò là má. Đi vô. Cái xe bò là má. Đúng rồi, là cha em sợ là hai tụi em làm bậy bạ ngoài là bị xui xe bò làm ăn chữ em. Cái kỷ niệm anh nhớ xuống đời. Dễ thương quá vậy. Hên là ba dặn kịp chứ không lời xe bò đợt đó bán rồi. Con dạ thì sao? Dạ cũng có mà đúng không? Chuyện tình tuổi 19. Thật sự thì có một lần anh Đạt đi nhậu xỉn về. Sao anh Đạt lúc nào cũng có liên quan tới nhậu vậy? Dạ. Bữa đó khuya rồi em đi đón anh Đạt. Tại vì anh Đạt xỉn quá không biết dục xe đâu luôn, không có xe về. Rất lãng mạn nha. Dạ. Thì ảnh mới gọi. Nhưng mà em nghĩ chắc là anh Đạt cố tình làm điều đó. Rồi anh gọi em, chắc là anh nhớ em, anh gọi em là em ơi đến đón anh đi, hỏi anh đang ở đâu. Anh mới nói anh ở đường Trần Hưng Đạo. Em hỏi ở quận mấy, anh nói anh không biết. Thì em phải đi từ đầu đường cho tới cuối đường em mới gặp ảnh đang ngồi ở gốc cây. Thì em mới đón anh về. Thì ảnh ngồi sau đó thì ảnh lúc đó em cảm giác lãng mạn lắm, ảnh cứ gục tới gục luôn. Em phải giữ lại. Mà lúc đó cái vòng tay em ôm anh Đạt này em thấy lãng mạn lắm. Để em chạy về tới nhà. Đó là em chạy nhá. Rồi cái tự nhiên tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh kêu dừng lại. Em tưởng là ảnh mắc ói. Cái tự nhiên cái ảnh bước xuống ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cái anh quỳ xuống. Biết xe anh để đâu không? Trời ơi. Em nghĩ biết xem thế nào. Nó em cảm giác nó rất là lãng mạn. Xong rồi ngày mai, ngày mai em tới chỗ cái quán anh nhậu, em tìm xe cho ảnh thì là anh để quên cái quán. Yeah. Trời ơi, nghe thấy thương quá. Nó lãng mạn lắm. Thật sự ra lãng mạn hay không là do cảm nhận của từng người. Mà cái lúc mà anh ngồi chờ em á, nó lãng tử lắm. Anh ngồi ngay góc đường mà gió tóc bay 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 nhìn nè. Tóc dài luôn. Tóc dài dài nhìn lãng mạn, lãng tử lắm. Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta hãy tới với game đầu tiên của chương trình nha. Đừng nói tới lãng luôn, hồi lãng sẹt nó kỳ lắm. Đây là game đầu tiên. Chúng ta vẫn chưa nghe câu chuyện lãng mạn của anh Lực. Đúng, câu chuyện lãng mạn của anh là gì? Nè, để ý không? Cái chuyện mà lãng mạn của mình đó là trước khi mình lấy vợ. Dạ, đúng. Ngày xưa á, mình với lại vợ mình rất là hay gây nhau. Tại vì mình là cứng đầu lắm. Và mình lúc nào cũng cho mình là người đúng. Và mình không bao giờ biết chiều chuộng phụ nữ. Thì hai đứa gây gỗ nhau rất là nhiều. Thậm chí một tuần có thể gây 7 ngày.
tới đỉnh điểm luôn là một tháng là có thể gây hết một tháng luôn. Không mà lúc đó anh Luật lãng mạn lắm, em chứng kiến là mỗi lần gây nhau là anh Luật hay gửi quà đến sân khấu cho chị Trang lắm. Xong cái gì em nghe chị Trang nhận mà phái phái mà giả bộ nói trời ơi không biết gửi làm gì nữa, ai thèm đâu, ví dụ vậy đó. Vậy đó, vậy thôi đó mà cũng gây nữa đó. Có nghĩa là mình gửi quà mà không nhận mà còn nhắn tin này nọ là mình không có nghĩ là cái đó là người ta nói lẫy hay gì đâu mà mình vẫn gây luôn. Xong rồi có một lần á là 6 ngày hai đứa không có gây lộn, thì tới ngày chủ nhật á thì Trang mới nói là anh bữa nào mình không gây lộn thôi, mình kiếm gì ăn đi, mình ăn mừng đi đó. Thì trong lúc mà đi ăn xong rồi có bạn bè ngồi nữa, thì bạn bè mới chọc qua chọc lại rồi nói chuyện ngày xưa ngày sửa đồ này nọ, thì Trang mới nhắc bạn mình, mới nói là ủa chuyện nó đã qua rồi sao nói hoài vậy. Thì mình mới nói ủa em, bạn của anh thì em đừng bao giờ nói vậy. Thì hai đứa gây nhau luôn. Có nghĩa là Trang thì bênh vực mình thì bênh vực bạn. Thì Trang nói ủa tại sao bồ không bênh đi bênh bạn. Thì hai đứa bắt đầu gây nhau, gây tới đỉnh điểm luôn. Mà lúc đó Trang với Luật lúc đó là rất là khổ. Mà Trang thì rất là quý trọng đồng tiền. Mình thì biết được cái nhược điểm của Trang là như vậy. Thì mỗi lần mà chở đi á, Trang nói không, bỏ xuống đi bộ, không thích nói chuyện, không muốn nói chuyện, không muốn đi chung, bỏ xuống đi bộ nó ok. Em thích thì em xuống đi bộ đi. Mà Trang mà đi bộ á, thì mình phải đi theo năn nỉ, mà mình rất là ghét cái cảm giác mà phải chạy theo năn nỉ ngoài đường, ngoài xá rồi nó sợ gặp, nặng cọc nữa. Gặp người quen nữa, cho nên mình bỏ xe. Ok, em muốn bỏ tôi bỏ luôn. Tôi bỏ xe tôi đó luôn. Xong tôi đi hướng ngược lại. Trang đi hướng này, tôi đi hướng này. Xong rồi bà sợ mất xe, bà quay tới bà giữ. Mà trời mưa, ngay nhà thờ con gà có một người phụ nữ dựng cái xe lên ướt sũng, xong đứng giữ mình, đứng thấy thương quá mình chạy tới. Mình chạy tới mình tính nói ừ thôi xin lỗi, mình nghĩ là quê rồi, kèo đó là quê chắc rồi. Vừa mới buông ra đi, cho buông ra xe. Rồi sao? Hai ba bận như vậy mới quê được đó em. Với mình cái câu chuyện nó rất là lãng mạn. Ủa cái đó lãng mạn là khúc nào vậy ta? Thì bởi vì anh nói là lãng mạn hay không là do mình cảm nhận. Đúng như vậy. Cảm nhận anh còn giữ lại cái xe đó không? Còn chứ, cái xe đó bây giờ anh còn đi mà. Anh Luật, em thấy câu chuyện của em và anh nó lãng xẹt nhiều hơn là lãng mạn. Nó lãng nhách nữa. Thôi, được rồi. Mình thấy vậy là đủ rồi. Đúng rồi. Em ơi, còn câu chuyện của em. Đúng rồi. Trời ơi, bà này chắc lãng mạn lắm. Em thôi thì đó leo lên sân thượng rồi thả nguyên cái tấm liệm mà. Đúng rồi, cái đó em nhiều lắm. 35 mét. Cái đó là cầu hôn, cái đó cầu hôn. Cầu còn hôn rất khác. Nhiều câu chuyện lãng mạn ra, của Harry. Cầu hôn của em không có lãng mạn như em nghĩ nha. Đúng. Bất chợt quá, không có cảm thấy lãng mạn, không có cảm thấy cái gì mà xúc động cho lắm. Còn cái này á, có một ngày mình đi Hàn Quốc xong, mình về bên Hà Nội. Đúng một ngày. Sau đó thì em qua đêm, là buổi sáng hôm sau là em phải đi Hàn Quốc tiếp. Thì lúc đó chồng em á, là cái ngày mà em đi làm việc ở bên Hà Nội, thì chồng em á là quay tới 2-3 giờ sáng ở đây. Sau đó thì chồng em nói là nhớ em quá. Sau đó thì em cũng nói là thôi nhớ anh quá. Nói vậy thôi. Thì em nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà anh nói là thôi bây giờ anh không chịu được, anh sẽ ra sân bay, anh sẽ chờ những người mà mất chuyến á, dạ, sẽ lấy vé đó đi Hà Nội xong gặp em. Và y như rằng anh ấy đi ra ngoài đó, anh vô trong cái khách sạn và anh gặp em đúng 30 phút, ôm nhau 30 phút xong anh ấy thì đi về thành phố Hồ Chí Minh làm lại, còn em thì đi về Hàn Quốc làm lại. Quá, cái đó nó rất là lãng mạn. Cái đó rất là lãng mạn. Hai cái câu chuyện là lãng mạn nè. Mà ngoài ra cái đó thì anh ấy có viết thư sẵn cho em. Xong rồi em ở trên máy bay em đọc mà em khóc quá trời khóc. Những cái ngôn tình rồi những cái lời mà anh ấy gửi cho em á, em cảm thấy nó rất lãng mạn và rất là cảm thấy xúc động. Cuối cùng á thì anh ấy là your husband, chân thành. Chưa có cưới nhau nhưng mà cái câu đó cảm thấy em làm cho em nó lãng mạn và nó rất là xúc động và em làm em phải khóc rất là nhiều. Trời ơi, đúng là người chồng quốc dân. Quá dễ thương. Hey, không như chuyện xe bò của em. Không như chuyện chiếc xe của tôi. Chán ghê. Hey, ba người này ba chiếc xe luôn nè. Nhưng mà khi mà mình kể lại câu chuyện đó mình mắc cười ha. Thôi bây giờ mình chơi game đi ha. Dạ đúng rồi. Và sau đây mời quý vị khán giả đến với phần tiếp theo của Sao Quả Sao Kia.